Ngày 27 tháng 8, Sở Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh phối hợp Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng với chủ đề Tấn công mạng thực chiến vào hệ thống thông tin ứng dụng sở ngành tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Tham gia chương trình diễn tập có thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh, được chia thành 2 đội hình gồm 22 đội tấn công và 1 đội phòng thủ. Theo bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, diễn tập an toàn thông tin mạng là hoạt động thường xuyên của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm, nâng cao khả năng xử lý tình huống cho các thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, đồng thời cung cấp huấn luyện cho các đội ngũ làm công tác đảm bảo an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, sử dụng các công cụ kỹ thuật để xử lý sự cố, kiểm tra lỗ hổng bảo mật và bảo vệ an toàn thông tin trên môi trường mạng. Từ đó, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống thông tin của tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.